Ok, mời lên em. Hôm nay chơi thử một con game mới. Con game này có tên là, để dịch ra luôn cho anh em dễ, Không gian vô hạn. Game này thì đầu năm mới ra mắt, đầu năm nay thôi. Báo đài truyền thông thì cũng đăng tin khá nhiều. Có điều ở Việt Nam mình thì ít người biết đến game này lắm. Hầu hết thì cũng chưa thấy ai chơi luôn. Một số video tôi tìm thấy là một vài bài đăng bài viết gì nó thôi. Game này là của anh em hàng xóm chúng ta nha. Tôi đoán là của anh em Indo hay gì đó. Đọc lâu chứ không nhớ đâu. Đây, anh em hàng xóm của chúng ta, thì của nhà lập trình viên là Mookie Game, nhà phát hành là Tuya. Tuya này có rất là nhiều cái sản phẩm mà cũng na ná thể loại này luôn. Trước đó thì tôi đã chơi cái con Copy Talk, con cà phê nói chuyện đấy. Đây là những cái tác phẩm của Mookie Game. Thì con game này được đầu tư rất là nhiều luôn nên giá nó cao nhất. Còn lúc trước đó thì có rất là nhiều con game miễn phí anh em có thể thử qua, là 3-4 game luôn. Tuy là con lưu nhưng mà nó cũng là cái bản tiền truyện. Còn cái nhà phát hành này thì tương đối quen thuộc rồi, cũng chơi khá nhiều con game của hãng nè. Đây, nổi tiếng nhất thì vẫn có hai dòng Coffee Talk. Đây, Coffee Talk thì gần đây mới ra bản 2 gần đây, nó đang dự kiến được anh em mà được ghép tem Việt hóa vậy. Bản 1 thì đã được chìa khóa rồi nha, anh em muốn chơi thì có thể thử qua cái bản 1 này. Trước đó thì cũng còn nhiều game khác nữa nhưng mà hầu hết vẫn xoay quanh cái thể loại chính là kể chuyện trò chuyện thôi. Điều này chủ yếu là nói chuyện là chính, pha một tí yếu tố giải đố. Bối cảnh thì thập niên 90 nhưng mà tôi vẫn nghĩ là bên Indo thôi. Indo thì nó cũng gần gũi văn hóa phương Đông của mình nên Việt Nam mình nhìn cũng rất là quen thuộc luôn. Đã, anh em nhìn mấy cái tiệm tạp hóa đồ, mấy cái xe đạp đồ thấy quen mắt không? Cũng có một con kênh chứ mà rất là nhiều ghé bàn học, thậm chí bàn ghế cũng rất là quen thuộc. Đây là các chị em hàng xóm. Game này thuộc thể loại cảm động mà cái giọng tôi nó trầm trầm nữa nên hơi bị nghịch tí, thành ra chỉ dịch cô được cô không thôi. tháng 1 năm 2023 đầu năm nay. Dù vậy là game được đánh giá là rất là cực kỳ tích cực nha, 98% luôn, gần 3.000 lượt đánh giá. Gần đây cũng thêm 100 mấy lượt nữa. Cái game quá thành công trong thể loại này. Để tôi search Google nữa. Trò chơi điện tử là Made in Indo nhận được nhiều đánh giá tích cực. Mojiken Studio có trụ sở tại Suga Baja sản xuất, giá là 19 đô 18 đô rưỡi. Ca ngợi câu chuyện chân thành và đồ họa nghệ thuật pixel rất là hoài cổ. Đây là cái phiên bản mới nhất trong cái làn sóng trò chơi đến từ Indo. Indo bây giờ rất là mạnh cái mảng game này nha. Trên Steam rất là nhiều con game của Indo luôn. Đây là như một cái hướng phát triển mới của khu Đông Nam Á mình đó. Trừ cái Singapore ra thôi. Singapore thì tại vì rất là nhiều cái hãng game khác họ đặt trụ sở bên đó, như Trung Quốc, Việt Nam mình cũng rất là nhiều rồi. Thành ra cái Đông Nam Á của mình là trừ Singapore ra thì Indo rất là mạnh luôn. Singapore thì ở gần mình, Indo thì nó gần hơn nữa, nhưng mà Indo vẫn tự lực phát triển được cái mảng game phát triển như thế này rất là thành công rồi đó. Game thì bối cảnh ở thị trấn nông thôn Indo vào những năm 90, cách đây cũng khoảng ba mấy năm rồi. Bức tranh toàn diện về cái thành phố này là của mà bếp này luôn. Trong trò chơi, người chơi phải dễ dàng nhận thấy những điểm rất là Indo, như món ăn địa phương như mì gói Indomie, những biểu tượng của Suga Baja và lối sống người dân địa phương. Theo nhật báo Guardian của anh là trò chơi này có số điểm tuyệt đối vào năm ngoái. Đây để tôi coi lại cho anh em. Rất là nhiều giải thưởng luôn nha. Khiếp, giải thưởng khiếp phết. Tiếp theo là lại cái bài viết giới thiệu về cái cúp phê thoát này thôi. Đây, dùng game coi thử sao, giới thiệu sơ sơ gì được rồi. Hy vọng ngày nào đó thì mấy studio Việt Nam cũng phát triển được gì. Gần đây Việt Nam cũng có một vài con game lên rồi đó, Dragon Hub League chẳng hạn.
rồi God of Weapon, một số game kinh dị nữa. Game này thì cái bối cảnh là tưởng tượng thôi, không có thật, nên cái gì trùng hợp chỉ là ngẫu nhiên thôi. Ngoài ra thì có hiệu ứng chớp sáng đầu cái thứ nữa, nên cẩn thận là trước khi chơi. Game này không cần dùng chuột nha, chỉ dùng phím thôi, phím và phím mũi tên chứ không có đúp AD nữa. Nay là một đêm lạnh, công chúa ngôi sao phương Nam đang trở nên rất yếu và con mèo thì rất lo lắng. Chứ mèo giết qua thì chắc là chú mèo á. Công chúa nhìn người đang rất ốm yếu, liệu có ổn không? Mèo hỏi. Công chúa chỉ nhìn vào bầu trời đêm xa xăm và nói lời tạm biệt, bỏ lại thế giới đằng sau. Nhìn cặp mắt con mèo như muốn khóc vậy. Tôi có vài thứ dành cho bạn, người bạn thân của tôi, một phần của món quà. Tôi sẽ cho bạn thấy phép màu cuối cùng. Thứ gì đó sáng lên trong lòng bàn tay của cô ấy. Nó là một phép màu, nhìn giống như bông hoa vậy ha. Ngôi sao thì chắc cái đó cũng là ngôi sao. Chú mèo đi từ bất ngờ cho đến ngạc nhiên và chợt khóc. Công chúa đừng bỏ tôi lại. Công chúa chỉ mình cười và nhìn vào mặt của chú mèo. Mèo thì làm cũng dễ thương phết. Công chúa có cái lọn tóc ở trên đầu nữa kìa. Tất cả mọi người đều muốn phép thuật của tôi, nhưng chỉ có bạn là chỉ muốn ở bên tôi mà thôi. Công chúa này sắp chết rồi, gọi chết thiệt nữa. Cô ấy vẫn còn ấm, bừng lên trong ánh sáng. Cơ thể của công chúa thì đã hóa thành những ngôi hạt bụi ngôi sao, trở về với thiên nhiên luôn. Và tan biến vào không trung. Một bông hoa vàng á. Vậy là đây chắc bắt đầu câu chuyện của một con mèo rồi. Bỏ lại đằng sau sự cô đơn, chú mèo ôm lấy bông hoa. À, đang kể chuyện thôi. Sụp sùi rồi. Công chúa thế giới này không xứng đáng với cô ấy. Tôi biết, nhưng ông này dạng như là cái gì ta, biên tập viên phải không? Còn em này là tác giả phải không? Nó rất là tuyệt vời, câu chuyện nên chạm đến cái đáy lòng của tôi. Thế giới nhiều Cthulhu, tất cả các nhân vật đều yêu tất cả. Nghe như một game mà nhập vai RPG hơn là game Pixel như thế nào. Nhưng đối với công chúa thì tôi dù có ấy nhiều hơn hết tất cả. Xây dựng được cái hình tượng nhân vật như thế là quá thành công. Nhân vật chính đã nổi bật thì là một chuyện bình thường, nhưng mà xây dựng tất cả các nhân vật khác đều nổi bật lên thì mới khó khăn. Trong đó cái nhân vật chính lại nổi hơn tất cả nữa. Mấy series game nhập vai rồi bây giờ làm được gì là quá thành công luôn. Mình có thể là muốn tìm hiểu đến tất cả các nhân vật khác. Rất mừng vì bạn đã thích nó. Game này không chừng là tác giả nhập vai vô luôn á. Tôi cũng là rất là lo lắng đó thôi, cũng không có tự tin quá vào tất cả những tác phẩm này. Ban đầu thì tôi muốn công chúa hóa thành cái comet là ngôi sao chổi khi cô ấy qua đời. Lúc nãy thì công chúa hóa thành các hạt bụi và tan vào cái bầu trời. Cô ấy muốn hủy diệt thế giới với hành tinh này và mang đến hủy diệt cho tất cả các sinh vật sống. Những kẻ đã trộm đi phép thuật của cô ấy. Sao mà đẫm máu vậy em? Nhưng nó thì quá bạo lực cho một cái câu chuyện như thế này, nên tôi đã quyết định làm lại. Đúng là nó bạo lực thiệt,
không hợp với câu chuyện cho lắm. Bên cạnh đó thì sao mà bạn có ý tưởng vậy, ngôi sao chổi được? Chắc thấy cặp đôi nào nó yêu nhau à? Tối qua thì tôi thực sự mệt mỏi. Nhìn rất là buồn bã. Tôi dương mắt nhìn lên bầu trời và thấy một cái ngôi sao chổi lướt qua trong một màn đêm tăm tối. Bừng sáng có một cái màn đêm tăm tối. Máy bay thì nó thường không có đi cái phương ngang hạ xuống gì. Tôi ước thì đêm qua tôi vẫn có thể thức. Bên cạnh đó thì tôi vẫn không tin, nhưng bây giờ thì tôi vẫn không tin là cái câu chuyện có thể kết thúc như thế này. Tôi rất buồn vì định mệnh của công chúa. Bạn có muốn nghe cái chân cuối của câu chuyện không? Không lẽ con game này nó đưa chúng ta quay lại cái câu chuyện nữa. Chương cuối à? Còn thêm nữa sao? Nó giống như là một cái kết thúc mở rộng hơn, nhưng tôi nghĩ thì nó vẫn có thể là một cái chương cuối cùng. Tôi muốn kể một câu chuyện như một con mèo về chuyến phiêu lưu cuối cùng của nó. Vậy đúng là con mèo nãy rồi, coi như là kế thừa lại cái ý chí của mà công chúa ấy. Với lại lúc nó nhận được, lúc cuối là nhận được cái bó hoa mà về, cái bông hoa chứ. Thì không biết cái đó là có tác dụng hay gì không, đem được vô thế giới thật hay gì không. Chú mèo thì sẽ bông hoa màu vàng thì Ê, kỳ lạ. Chắc bí ý tưởng gì vậy đó. Mấy thằng làm game như tôi thì cũng là nói gì hay lắm, nhưng mà lúc ngồi lên máy mở ra thì chả biết làm gì luôn. Tất cả đều quá bất ngờ, tôi không phải nghĩ thêm điều gì. Thậm chí tôi trở nên trống rỗng. Đó, chỉ có cái lưỡi hoạt động thôi. Ra ngoài hít thở tí không khí trong lành. Tôi thích thư giãn đầu óc. Làm ly cà phê không? À, đây điều khiển được rồi. Chúng nó chỉ dùng mũi tên thôi đó. Không được rồi, chỉ dùng mũi tên thôi chứ không có đúp AD à. Vì chạy bây giờ tôi sẽ chuyển thành cái nút xíu bên phải. Ủa? Cành sò sẽ chuyển thành nút công. Còn cái này tương tác thì chắc số 1 thôi. Tương tác đặc biệt. Tương tác đặc biệt thì số 2. Mở sách số 3. Trang trước rồi số 4. Trang sau số 5. Ở đâu? Trang trước rồi. À được. Không được rồi, chạy là không có dùng nút shift bên phải được. Hay là chơi tay cầm thôi. Tay cầm thì không biết game này có hỗ trợ không. Đây 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 đây. Mà giờ là biến kiếm tay cầm quá. Tạm tạm gì đấy. À, nhắn vô mình có thể lựa chọn thôi. Hiện tại chưa có chỗ nào hết. À, nút lên để ra ngoài chứ không có dùng mấy nút tương tác. Cái này ít FPS hơi lớn nha. Như tiếng chân, tiếng chạy nữa. Cảm thấy tốt hơn chưa? Tôi không biết nữa. Buồn bã và đáng sợ. Ý tưởng rất là khó khăn, nhất là mấy cái nhà văn, nhà báo. Nhà báo thì còn có tin tức tự tin, với nhà văn viết tiểu thuyết đồ hay nhà soạn nhạc rất là khó luôn.
quyển sách ma thuật màu đỏ. Mỗi lần bí em này mà bí cốt truyện thì thường có là moi ra một cuốn bí kíp. Sách đỏ này bạn nó quên nó rồi à. Cứ phép màu có thể chạm đến những trái tim. Nó đâu rồi? Không nhớ luôn. Xin lỗi thì tôi quá là sơ ý thôi. Rồi đi tìm thôi. Tại vì biết nó thay người thì cái cuốn này làm chạm đến trái tim con người. Rồi ok. Đây là cái gì đây? Một cái giấy về tạp chí video game cho lại đây. Double tap left một cái để chạy. Rồi ok, không cần cái nút chạy. Một cái hướng dẫn rất là cơ bản. Đây, áp dụng được video game luôn, làm tôi chỉnh nút chạy nãy giờ. Rồi đi bên trái trước. Tại mình đi ra cái cửa nó gần bên trái nên chắc bên trái đường cục á. Đúng luôn. Rồi ok. Đi tìm đường thử mà, làm gì từ từ với em. Này có cái gì đây? Đã tìm thấy một quyển sách đỏ rồi, sao nhanh quá vậy? Cái này giống một cái toa xe cũ rồi ha. Đưa quyển sách cho em đó. Đây, có phải cái thứ mà bạn tìm không? Rồi em nó năn nỉ kêu mình giúp, từ từ như thế vậy, bình tĩnh không, tôi sẽ giúp. Mình sẽ mở quyển sách này cho em này, nhìn cái gì, nhìn cái gì, những bông hoa này nhảy múa trong đầu. Hoa vũ tìm ý tưởng cuối cùng cho cái chương trình mà tôi muốn kể. Này là sao? Cái gì khi ghê vậy? Đừng có chuyển qua game kinh dị à. Đi dạng như là cái thế giới trong ký ức của em này á. Đã mở được cái chìa khóa, có thể mở được cái cửa. Nói chuyện với em này thứ ra tôi rất sợ hãi, sợ cái chương cuối cùng, cái mà tôi phải tìm kiếm. Rồi không có quay về, đi đến đây rồi giống như là cái cảm giác của tôi trước khi ghi lưu con game nhé. Nhiều khi làm xong hết là chả dám bấm mà ghi lưu. Bắt đầu bị đánh giá tiêu cực rồi nè. Cái này bình thường rồi, không sợ. Cái này mặt tối của xã hội đó. Kể cái câu thoại cuối cùng khi mà nói về công chúa qua đời, thì thể con ấy là trở nên bừng sáng và tan vào hư vô. Và tan vào bầu trời phía trên. Sáng cái màn đêm nào à, không ý tưởng bây giờ. Tôi cứ ý tưởng là có thể là hữu dụng. Đây. Tôi có nên đưa nó vào quyển sách của mình không? Thường anh em làm việc này thì có một cái mà thư mục nữa đó, hoặc là quyển sách hoặc là giấy ghi chú hay là cái gì đó.
lúc nào nghĩ ra ý tưởng là ghi lại liền trong tất cả các trường hợp luôn. Nhiều lúc mà mới ngủ dậy thì phải ghi chú lên rất nhiều á. Tôi chợt nhận ra là mình đã đi bộ rất là xa. Cái cảnh này là giống hệt mấy cảnh là ở miền Nam. Anh em ở thành phố thì chắc là bê tông hóa gần hết rồi, ít thấy mấy cái vườn tược như thế này. Tất nhiên là vẫn có nhiều cái khu mới đi ra đây là nghỉ ngơi thư giãn. Nhìn cái cảnh sông nước là thấy vẻ không người. Tách ra rồi. Tách gai này có phải là tên gọi của mấy cái thiền trưởng không? Giống mấy cái tàu mà vũ trụ bay ra ngoài không gian nữa. Rồi, quyết định là làm thành cái chương cuối cùng Bitluta. Hồi nãy là ngôi sao phương Nam, giờ là vì tinh tú rồi. Mèo sẽ trở lại với cô ấy luôn đó. Nãy giờ thì vẫn không biết mình là nhập vai vào nhân vật nào, có thể là không nhân vật nào luôn á. Mỗi nhân vật chỉ gửi một câu chuyện ngắn hoặc là mình là cái ông được biên kịch này. Bắt đầu làm cái chương cuối thôi mà giống một cái bản mở rộng hơn, hoặc là phần 2 hơn là chương cuối đó. Cái này gọi là hậu truyện đúng không? Một con tàu không gian đúng rồi. Rồi ok, bây giờ em đã đến NASA học và hành tài. À, hai người này thì vẫn còn đi học thôi. Hai đứa trẻ thời trẻ tôi chỉ biết có chơi thôi chứ được như gì thì quá giỏi rồi. Làm game thì cũng ba mấy tuổi mới đầu làm, lúc đó thì cũng hơi muộn già cả rồi đó. Đầu óc nó không còn như xưa với mà thời gian rảnh rỗi nữa. Bắt đầu xây dựng một cái mà bến tàu, làm cái bến tàu ở đây luôn. Nghe nguy hiểm phết đó. Anh em ở miền Tây sông nước hay là mấy cái miền nào có sông suối thì cẩn thận nha. Bây giờ cần một cái giấy phép. Nhà các em này có chuyện gì đó? Mình sẽ đột nhập cho nhà em này, lấy cho em nó một cái cây gọi là gậy phép. Tôi nghĩ là cái bút bi hay là cái viết gì thôi. Tôi sẽ lén lút như một con mèo. Chủ con mèo vừa chết đó. Cái căn phòng ngủ của em này nằm tầng 2. Cái cây mà bà thực đó thì nó nằm đâu đó trên bàn thôi. Còn phiêu nói kiện con mèo quất que rồi. Méo. Gõ. Thương ngại. Chúng ta chuyển từ cái thể loại mà cốt truyện sang thể loại lén lút.
Thường mấy anh em chơi mà mấy con game nhập vai rồi bây giờ đó. Cái hiện tại thì chúng ta đang trong cái cốt truyện chính nè. Một hồi đi về nhà em này mà xuất hiện thêm một cái số nhiệm vụ phụ nữa. Là bắt đầu anh em làm nhiệm vụ phụ thôi. Ít ai là đu tiếp nhiệm vụ chính lắm. Mình không có tương tác từ chiếc con mèo đó. Boss xe. Một bầy mèo luôn. Đây được rồi nè. Lên tim luôn. Con này nó dẫn đường cho mình thôi. Rồi nó bắt mình đi vô đây. Mèo gì mà thông minh phết á. Thường chỉ có chó thôi, chứ có mấy con mèo nó chảnh lắm. Giờ chắc mình đi được sang khu bên trái rồi. Mèo 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 mèo. Mèo. Đi có gái rồi, có gái rồi. Chưa thấy ai xào mèo bao giờ. Indo có nhiều mèo thì chúng ta gỡ hết luôn. Ủa nãy hình như nó bển còn đường nữa mà. Thế nào. À không, cái đường này đường mình đi ra. Cầu này giống cầu ở ngoài Hà Nội, cầu Long Biên gì đúng không? Chậm lại, giao thông đang rất là tồi tệ. Muốn thử đâm vào cái xe nào à? Đi từ từ đợi anh mèo. Nhìn đúng cảnh thành phố luôn. Cái món này là món gì đó? Comet Simon. Google thử ra. À nó là cái món này nè. Dạng giống như là chuối chiên mà. Phải chuối chiên không? Chuối hay là phai gì đó. Nhúng vô bột và chiên. Rồi xong rồi tẩm ướp lấy hương vị nữa. Nhìn giống ngon phết đó chứ. Nó giống mà một pha chiên, một chiên gì thôi. Ok. Chỉ có một thôi à, cần hai muỗng à. Tomato thì dắt vai tay rồi. Nãy giờ đi vòng vòng là chủ yếu là giới thiệu cho bối cảnh game á. Pixel mà làm rất là đẹp nha. Hôm nay cũng nhắc về cái sao chổi nữa nè. Có xem cái tin tức tối qua không? Thì tối qua cái em hồi nãy có nhắc là cái xuất hiện cái sao chổi á. Thì cái sao chổi này hôm nay bắt đầu tuyên truyền mấy tin tức là tận thế tới rồi. Ruby đó hình như là đồng tiền của Indo không? Chỉ có 1 triệu thôi. Một hòn đá này sẽ cứu rỗi nhân loại như chúng ta. Đó. Trong cái giấm không tin, hòn đá này được chế tác bởi một cái pháp sư rất là nổi tiếng gì đó. Yaya Baha. Không có tiền. Sự quyền của người ơi. Đúng bán hàng đa cấp luôn, bớ mấy anh dân phòng để bắt bây giờ. Mấy cái nhà cũng đẹp quá ha, anh em để ý là trên mấy cái nhà này có cái anten nha. Bây giờ lên truyền hình mà kỹ thuật số rồi. Bắt đầu tương tác đánh mấy nhân vật trong đây nữa. Ủa sao nó hỏi mình đi đâu nữa. Chưa làm bài tập gì nhà đấy. Con bánh nước lao gì
Như gì đó chú ơi. Cái điệu mà Kigo Kong này nó được phối nhạc tôi rất thích. Nghĩ thế nào? Tuyệt. Thằng này biết gì đâu, nó nói dối để lấy độc thôi. Không phải ai là cũng thích thú cái thể loại này đâu. Đây là cái thể loại nhạc rất là cổ. Nghe để tập trung nghe thấy cũng ổn ổn. Có thể lấy được cái băng nhạc của con này đó. Tặng luôn. Không có băng cassette hả? Có một buổi họp Kiko con thôi. Đó. Luôn luôn có thể tạo một cái bản phối nhạc bất cứ khi nào mình thích. Rồi, cảm ơn. Có cái nào coi được khối đồ lắm đó không? Thử hết đúng rồi, không lúc nào coi được hết. Nhìn mấy cảnh này đúng chiêu luôn không? Cái đền này dạng như cái nhỏ nhỏ nè, như nhà không thím rồi. Tin tức mới về lại đăng tin về một cái ngôi sao trực bơ minh bầu trời đó. Thường mấy tin tức như thế này nó không phổ biến đâu, nhưng mà không hiểu sao nãy giờ đề cập đến hơi bị nhiều rồi đó. Đã có là tin tức về ba, ủa lẽ là có ba cái ngôi sao lúc mà từng ngày rồi. Cục hàng không vũ trụ thì nói thì nó cũng bình thường, sự kiện thường. May cho tôi là tôi đã kết hôn rồi. Đúng là tận thế thì kết hôn rồi cũng không sao. Sao mà cái nhân vật, anh em nhìn cái nhân vật không bảo vệ bên trái cảm giác như đi xuyên qua, nhìn xuyên qua được luôn á. Không biết là do cái màu áo xanh hay là để nhìn kỹ rồi. Rồi vô đây rồi, chờ đường sắt đi qua nha. Không đi xuống không phải đi lên. Có người ở đây rồi. Bà này thì nãy là như là mẹ của nhân vật á, Đinh Quy. Chúng ta chưa biết tên nhân vật nào nhanh nha. Hồi nãy là trong cái đoạn trailer kể lộn mấy bà hàng xóm với nhau là có xuất hiện cái là bà này nè. Đi đến buổi họp gì đó thì ngủ, hai bà này ngủ nhau có muốn đi chung không? Không muốn mang con gái theo à? Chỉ không chừng bà bên trái mới là mẹ của con bé hồi nãy. Có chuyện gì à? Con gái của tôi thì bây giờ khá là sợ hãi cái việc đến trường rồi. Nên là chuẩn bị đến trường rồi. Đến trường đâu, nó đi chơi với thằng trai bên đây mà. Chồng của tôi thì con quà thử xếp lắm. Giống như là ông chủ vậy. Công việc thì khó khăn, thì không có tiền bạc để đưa đứa nhỏ đi học. Con bé nó có năng khiếu gì thì lớn lên nó thành nhà văn thì cũng tiền không. Cô ấy phá cửa trong phòng, vẫn còn tin nó đang phá cửa trong phòng à. Bà này vẫn tưởng con bé đang trốn trong phòng, không có nói chuyện với ai hết. Nó buồn kia lắm. Cái sợ hãi cũng chịu. Rồi. Nên hai bà này vừa đi vừa nói với nhau đi. Mình nghe chậm được không ta? Đừng lo lắng lắng thì bạn có thể chia sẻ với tôi bất cứ lúc nào. Chúng ta là những người hàng xóm mà đúng không? Đi rồi. Cơ hội của mình đây. Mình sẽ leo lên tầng 2 nè. Con mèo sao nó báo vậy?
phá cổng rồi. Ông chồng còn ở nhà. Nguy hiểm chỉ đi cửa chính. Đi này định nói dối à, đi tìm bé đó thì gọi vô phòng gái nè, xong được không nổi. Bây giờ là con game đưa mình hai lựa chọn á, một là đi vô hỏi thăm con bé đó luôn, rồi lên phòng mới lấy, đi cửa chính luôn á, còn hai là lấy nút nhồi con mèo. Cả hai đều có rủi ro nè, nhưng mà mình cũng phải làm thôi. Mèo kêu con mèo quá lấy giùm. Cửa sổ lần thứ hai đang mở hướng thẳng vô phòng, kiến trúc ngôi nhà đẹp á. Xếp đứng trước mỗi lựa chọn khó khăn thì chúng ta đều xếp. Hỏi nó auto xếp mà. Lên nhà thì đương nhiên đi vòng ra sao à, đây leo lên cột phải không? Rồi mình cần mấy cái gì đó làm cái bệ đỡ. Bây giờ mình tương tác tất cả mọi thứ rồi mà ta. Thì bây giờ làm sao kiếm được cái gì để đỡ mình leo lên? Chắc hỏi ông bảo vệ này mượn cái gì đó. Tôi rất là mệt mỏi, rất là bận bịu và buồn ngủ. Than vãn về công việc và mức lương nữa này. À cái thang này. Không có gì. Đây hút thuốc trông nó rất là vui hay là ngầu phải không? Mình cũng giống như một cái thành phần bất khảo rồi đó. Cái gì? Sao quyển sách đó dùng được bây giờ? Ủa quyển sách đó đâu? Rồi thanh niên bắt đầu dùng cái quyển sách tẩy não con người ta. Gả cho ổng đi ngủ. Đóng cửa tắt đèn. Đó. Tắt luôn cái chuông báo thức màu màu. Rồi lắp nhạc vô cái băng đó cho nghe dễ ngủ đúng không? Hồi nãy tôi nhớ quảng cáo của cái nhạc đó là nghe rất là thư thái đó. Đứng nó đập cái đồng hồ nha. Giải quyết vấn đề bằng cách bạo lực á. Rồi, à cái cây nó sáng lên đủ 5 ý. Mở quyển sách con này chữa trị cái bệnh mất ngủ. Người ta là công nhân đang làm việc giờ ban ngày ban mặt mà nó đi nó ngu ngủ người ta. Rồi trộm thêm cái thang đó nhé. Mượn thôi nha chứ không có lấy à. Ok. Đặt cái thang vô đây. Rồi chúng ta chuyển qua action gift. Dù phòng gái người ta, kìa đồng phục học sinh, đồng phục nữ sinh. Mấy cái mà poster bị xé vậy này.
Đi rồi, đã lấy được cái gậy ma thật rồi. Không có tưởng được cái phòng của ấy này như vậy. Chui gầm giường, ngon hơi chốn. Ở phần đó. Sao mày dám phá cửa? Mày bỏ buổi đến trường hôm nay mà. Tao sẽ đập cái cửa này. Mày vẫn viết cái câu chuyện ngu học như thế à? Đó, làm game thì ngồi máy tính thì cứ tưởng là chơi game thôi. Bây giờ viết tiểu thuyết kỳ cũng bị chửi tiếp. Học hành không lo, tối ngày viết sách tốn tiền tốn của cho mày đi học. Rồi đó là cách mày trả lời tao sao? Mở cửa à? Sếp. Ủa cái ba tông nó mất rồi, nãy còn cái ba tông là tôi mở cửa luôn đó. Không lút được cái gì nữa cả, trong vòng rất là đơn giản à. Nên nhớ cái này là bối cảnh thập niên 90 á. Nên anh em đừng có yêu cầu mà tivi, laptop, điện thoại gì. Rồi, bạn gái là đợi ở bên sau. Lên mấy cái thang nữa chứ. Không lấy cây thang đi chảo ông cụ à, ông khóc ông ngủ gì cái là ông mất của luôn. Cái thang này bằng nhôm inox là cũng 2-3 triệu á, 1 triệu mấy á. Thang này chắc cũng là 1m2 rồi. Không được, không lấy cái thang trả được rồi, xin lỗi cụ. Cái này do cái ông dev game làm á, như tôi không biết rồi. Làm hết chơi bách bách thì luôn rồi. Game online 10 ngày càng nặng hạt hơn. Cảm giác tồi tệ chuyện này. Hy vọng cô ấy đang trú ẩn nên cái đồ những thứ gì đó. Rồi chờ chết đánh luôn. Tiêu chí của mấy anh em tiếng vợ đó, trời mưa biết chạy vào nhà đó. Trời vừa nắng vừa mưa luôn kìa. Rồi sắp tới rồi, hy vọng là em nó trốn ở đây, tôi coi thử nha. Cô ấy đâu? Cô ấy không có ở đây. Cứu. Xung quanh có ai không? Chồng này đừng nói với tôi là ở đâu kêu trong hay ngoài vậy? Thì cũ rồi. Không, cái giọng này chắc kêu ngoài rồi. Cái gọi là cái căn cứ bí mật. Mấy đứa trẻ thì thường rất là thích thú của một cái căn cứ như vậy. Hồi nãy lúc mà chơi sách á, mình cũng đi xa lắm chứ. Không biết bơi hả? Không biết bơi xuống đó làm cái gì em? Đầu game mới cảnh báo rồi. Là chơi ở sông nước thì cẩn thận một tí. Em lên, không thể giữ nữa đâu. Thì nghỉ phép này để làm như vậy à? Rồi xong, hôm sau lên VTV 24 giờ. Bắt đầu sợ tiếng sáng mà.
Nghĩ sao mà đứa cuốn sách. Rồi bên nào gắt người ta. Rồi bên mình giống mấy bên bé rồi. Trời mưa không biết chạy vô nhà mà leo ra sông trong khi không biết bơi. Cái đầu game đã cẩn thận dặn nó là cái môi trường sông nước rồi đúng không? Dù biết bơi thì đôi khi nó cũng có nhiều cái thứ vấn đề lắm, chuột rút chẳng hạn, kiệt sức, rồi ba cái bị chói chân nữa. Chưa nghe được kết thúc của câu chuyện đâu. Rồi chấm đáy xã hội luôn. Gặp VOZ dưới đây luôn. Nãy giờ mới là khởi đầu câu chuyện thôi. Tôi nghĩ các bản Gologu anh em mà tải trên mạng thì chắc cũng chơi được đến chỗ này á. Làm cái mở đầu rất là ấn tượng nha. Để người ta tiếp tục muốn chơi tiếp cái đoạn tiếp theo đó làm sao. DZG nữa. Trình map theo đi sát. Ai đây? Nhân vật còn nữa đây. Ở mình đang mơ ngủ à? Khoan phải mình không ta? Nãy giờ thì chưa có từng nhắc đến tên nhân vật nào nha, nên cũng khó rồi đó. Từ cái đoạn mà hai bà mẹ nói chuyện thì hình như có liên quan nhắc những bé kia đó. Atma là tên mình. Đang ở đâu? Chuyển sinh à? Không chưa, sao tôi lại ở đây? Đừng nói ngủ xong là mất luôn trí nhớ nha. Rồi bắt đầu hỏi ngày tháng năm đi. Nhớ tôi lại không? Cô gái trong giấc mộng, cô ta là ai? Thật à? Diễn giỏi đấy. Tôi sẽ không đưa cho bạn cái là món ăn Nhật nữa. Gia gia. Ngủ đến mụ bị đầu óc luôn à. Có bạn gái luôn. Thật sự buồn. Hút thuốc uống rượu nhiều vô mất trí nhớ luôn. Bạn gái à? Đừng mơ thôi. Cứ mơ thật là hoang dã. Bây giờ rồi. Lớp học thì cũng bắt đầu rồi. Tôi rất mệt, cảm thấy muốn ngủ. Nãy giờ chúng ta đi vòng qua ba câu chuyện nha. Tầng 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 luôn. Câu chuyện ban đầu thì đương nhiên là con mèo với cô công chúa rồi. Rồi xong rồi kết thúc câu chuyện nó đẩy ra câu chuyện thứ hai là kể về hai đứa nè. Xong rồi tai nạn xảy ra kể về câu chuyện thứ ba câu chuyện này. Đang rất là hỗn loạn luôn. Chưa kể cái vụ sao băng sao chổi vậy nữa. Giấc mơ thì rất là kỳ lạ. Kể đi. Tôi hy vọng thì hôm đó có xuất hiện. Khuôn mặt của bạn thì kéo lên nhìn cái bầu trời.
nụ cười rất là kỳ lạ luôn, rất là ám ảnh. Ngươi ý sao đấm tôi đây, đấm luôn. Em nói thì ghi lại cho mình, thằng mình ra em nói rất là ám ảnh. Có bạn gái là nó gì đó, đó. Ở này chắc là dạng đi chú hay là bài tập về nhà, hay là cái bài giảng ở đấy chẳng hạn. Rồi lên tim đi. Trời, đúng cái kiểu mà anime luôn, ngồi ở cái bàn gần cuối bên cạnh cửa sổ ở góc đó. Bảo vệ phải không? Em là nhân viên. Chưa thành cái gì đó. Cái này giống như là cái dự án làm thêm hay bài tập vậy. À dạng cái buổi mà hướng nghiệp. Em này chắc là học sinh gương mẫu, không như là lêu lỏng beta bít bát của mình. Cậu cũng chưa hoàn thành phải không Atma? Hoàn thành rồi. Lớn lên em sẽ là tiểu thuyết gia, nhà văn hoặc là biên kịch. Ủa cái gì gọi là cái gì đó? Biên tập viên. Biên tập viên trong một lò thông báo. Cài rồi. Chắc chắn là cả hai nên điền vào cái biểu mẫu trước đi. Tôi sẽ đợi cái phòng giữa dịch sơ. Phòng nhân viên nhé. Bây giờ mình hỏi cái vụ hướng nghiệp đó là gì. Hướng nghiệp thì anh em mà tập cuối cấp 3 thì chắc cũng trải qua hết rồi. Thậm chí bây giờ là cuối cấp 2 cũng bắt đầu hướng nghiệp khi vô cấp 3 rồi đó, nên chắc không cần hỏi nữa đâu. Hỏi thử cái này á, sao bạn cũng chưa là cái đó đó, nó rất là đơn giản mà, đơn giản như em nói chứ. Học sinh hiện đại mờ gái là mất ký ức hả? Chưa quyết định được tương lai làm cái gì, rất là đau đầu phân vân thôi, vẫn chưa sẵn sàng bước vào cái tuổi trưởng thành. Nên điền vào cái bảng này Nam á, Nam A đầu tiên chắc là Nam đó. Tiếng Indo nó gần gần giống tiếng Anh vậy đó nha. Đây kết clip. Kết clip là cái gì? Cái đấy đừng nói là phù hồ nha. À, danh sách cả hai đứa muốn làm cùng với nhau. Bây giờ là học niên 90 thì chắc mấy cái phim hồi xưa thôi. Cái thằng có bạn gái rồi đi mơ tưởng về một cái em khác trong đó nè. Cuối cùng lúc hấp hối thì mới nhớ về bạn gái thôi, là tỉnh dị cũng chả nhớ gì luôn. Tính được mình ghi cái gì đây? Thu nhập 20 cái vỏ chai gì hả? Mình thì dạng lưu lỏng thôi, nên không có chọn cái đọc, chọn cái này.
chiến tranh hiện là chiến tranh tương lai đó, với điểm số cao hơn. Cái này dạng như con game mà như là bắn tàu không gian, tàu vũ trụ vậy. Rồi chọn cái đầu đi. Thu nhập 20 cái vỏ lòng bia, vỏ chai. Bán sát trùng đâu chứ cũng được mấy ngàn bạc. Có cái gì đó thì ấn tượng đúng không? Rồi tiếp theo đến được em nó ghi gì, có một cái con mèo. Game này nãy giờ có rất nhiều mèo nha. Mèo luôn là thiệt nhất, thằng này tem chắc cũng tem mèo rồi. Mới nãy câu trước nói cái gì tôi chưa kịp đọc. Như nhạc không như game đâu. Xem phim cảm động tí là rơi nước mắt. Hồi nãy đầu game thì thanh niên này cũng nghe cái chuyện thôi cũng rớt nước mắt, rớt nước mắt cái gì anh đó. Đúng là thanh niên đa cảm thiệt. Mình hỏi em nó là có muốn viết cái chuyện gì không? Về chuyện ăn uống này. Cái rất là to. Giờ nó lực mình cái gì? Vẫn là cái game. Trong bức thư của Jonah. Ôi trời mưa, trời mưa. Em này đang hỏi đó là thương hiệu cái kẹo cao su cái gì. Mỗi cái giấy gói thì đều là một cái bức thư đến từ cái, có chứa cái từ vô ma. Chắc là ăn kẹo cao su rồi bóc ra đủ cái năm chữ đó đem đi đổi thưởng. Có mảnh rất lớn luôn. Chiếc xe hả? Thu nhập đủ 5 cái mà phiếu tem nó đổi đi cái xe đạp. Đi party. Con gì? Con này là con gì? Những con vật mà có cái lông mềm mại thì chắc là con cừu. Con mèo cũng được nữa. Mèo thì lông nó hết thôi. Chắc không lông không. Mình còn sờ hết tất cả các con động vật. Có một thứ rất là mềm nữa. Thanh niên này còn trẻ, có bạn gái thì tương lai là không bao lâu nữa sẽ được sờ thôi. Mơ hơi bị nhiều đó nha. Bắn pháo hoa. Bên đó thì nó không có lực cấm pháo hoa như bên mình đâu. Trung Quốc bây giờ cũng thả nổi cái vụ pháo hoa lắm.
Chứ có Việt Nam mình hơi gắt cái vụ pháo qua đó, chắc là nhập pháo lậu nhiều quá. Nghe lãng mạn không? Đốt pháo giờ nhảy múa vô màn đêm. Đến khi ngủ thấy con bụi cháy nha. Rồi còn lựa chọn cuối cùng thôi, không thể là thay đổi được, vẫn là chơi game. Vui chơi phải. Đó, đó là một cái thể loại game rất là nổi tiếng thôi. Về danh sách cả hai cũng làm cùng nhau đâu. Kêu điện cái tương lai mà hai đứa này nó ngồi chơi. Và cô bà ngồi dưới văn phòng lên gặp hai đứa này chắc là gặp nó hai đứa nó cho ăn cơm chó cho bớt mỏi nữa luôn. Đặc biệt làm cái gì đó đặc biệt đó. Kho báu hả? Tình yêu tuổi trẻ nó hơi mỏng hả? Không có lo lắng đồng tiền tương lai gì hết. For your girl again. Lý nói câu đó thì từ chối kiểu quái nữa. Rồi hai đứa đi xem phim thôi. Trốn học. Cô Aguin vừa mới bảo bạn là một cái học sinh rất là hiện đại. Quên đâu, học sinh tiêu biểu. Vừa câu trước bảo học sinh tiêu biểu, câu sau bị nó dụ trai đi trốn học đi coi phim. Tôi là học sinh tiêu biểu chứ không phải là một nô lệ. Rồi, cầm ba lô lên, xách ba lô lên giờ đi. Từ từ em ơi. Rồi mấy đứa bạn học cùng lớp mình đâu hết rồi? Cái gì? Mình mới được cái gì? Cola cola là cái gì? Trường Indo thì nó tương đối giống gì nè. Lần trước tôi cho em đi chơi con game gì đó, cũng mà thể loại đánh nhau học được. Giống GTA thì cũng cái ngôi trường thiết kế con này nè. Cái lan can rất là thấp chứ rất nhiều cây xanh luôn nha. Em đã chạy đâu rồi? Nhanh dữ vậy. Rồi, anime đang ngậm ổ bánh mì trong miệng nữa là giống hệt luôn. Nắm tay lên. Đưa tay ra trước. Cảm ơn, còn ổn chứ? Tôi ổn. Game này có hai game luôn ta. Rớt sách kìa. Rồi quyển sách màu đỏ hả? Thôi xong rồi, có điểm này. Thì không phải quyển sách của tôi, nó rất kỳ lạ, cũng không phải là của tôi luôn. Có tên mình trên quyển sách mà nói không phải. Xem là quyển sách trước đó. Em tên nó tên là Gavi phải không? Em nãy bà mẹ nhắc nhắc á. Nó nằm xuất hiện trong giấc mơ tôi, tôi không chắc có tên bạn trong quyển sách. Sao em lại biết tên mình? Ách ba đó là bạn phải không? Xem kìa, tôi nhớ chính xác. Em này dạng là trí nhớ hơi bị kinh đó nha. Tôi chỉ có bộ quần áo này thôi, tôi đang mặc nó, cái mắt kiến và cái là châm cài. Ủa cái gì, cái cột tóc à? Không có mang quyển sách nào cả, nó vẫn ở thư viện thôi. Hai câu này thì thấy cái câu nào cũng vô nghĩa nha, nhưng mà bắt buộc phải chọn thôi. Có thể là bạn lấy cái quyển sách này từ bạn bè hoặc là ai đó lập góp. Ai đó lập góp thì sao lại có tên mình cũng được, chấp nhận đi chứ. Đó,
cái quyển sách ghét trên sân có tên của mình mà mình không chấp nhận nữa, cố chấp như thế. Gần đây thì trí nhớ, mất trí nhớ là có thể bạo lực đó, cú đánh mạnh vào đầu. Nhưng tôi đang trên đường để đến cái thư viện thôi. Rồi, tai nạn hồi nãy va chạm cái là mất trí nhớ rồi. Thanh niên này đầu óc lủng củng rồi đó. Tôi mới được cái gì nữa kìa? Margin. Khoan khoan khoan. Đừng nói con này có cạc chống nó nha. Gạt có tim trên thiên cạc thì nè. Game xịn sò phết đó chứ. Chắc là nhà phát hành uy tín lắm thì mới bật được cái tem cho đinh cạc đó thôi. Nhất là đạt cái danh số phải rất là cao nữa. Không phải chứ mất trí nhớ đâu. Tới đâu là em đã nói là nó chưa chắc là mất trí nhớ đâu. Có thể là do mình tưởng tượng ra thôi. Vợ là mình nói dối. Xin lỗi, nói hơi nhiều rồi. Còn sao, gái gú cái gì mới gây ấn tượng được với đàn ông trai chứ. Bắt chuyện tự tin là nói thẳng vô mà vấn đề luôn. Mình tóm tắt lại cho mình cái nữa nhé. Chúng ta cùng một lớp mà bạn không nhớ tên không? Hồi nãy thức chị bạn gái nó còn không nhớ nữa thì em điều kiến này sao nó biết được. Tôi ra trường đâu cũng mười mấy năm tôi vẫn nhớ rõ cái sơ đồ lớp luôn á, chứ đừng nói là tên tuổi nữa. Nhớ luôn ai ngồi ở đâu làm gì. Cậu thì luôn luôn ngủ, không biết thì cũng không có bất cứ tờ gì cả. Còn anh chàng rất là đặc biệt nữa. Cô ấy nhìn trộm mình đâu, không có đâu. Lớp trưởng hả? Bạn cùng lớp. Mày ai nào vô nè, Margin. Ok. Hồi nãy là đưa được cái thẻ Margin nên tôi biết rồi. Rồi, chăm sóc cẩn thận. Tôi quyển sách. Cái gì nữa thằng này? Đó, đúng rồi đó. Với tôi là được rồi. Vậy mà nó có bạn gái được, không thể tin được luôn. Thậm chí nó còn mơ có gái nữa. Mà có khi nào em nói nó gài mình thì không ta? Cố tình thả cái quyển sách để gây cho mình sự chú ý đó. Đây, mình đã kẹp cái tờ giấy nó vô rồi. Thôi mưa lớn quá anh em ơi, chắc nghỉ đi làm sớm. Trời chơi nãy giờ cũng tiếng ha. Thấy cái mô típ này rất là quen thuộc luôn. Đây là cái bản đồ. Đây là cái kho cửa hàng của mình, cái kho đồ của mình. Đây là cái collector, chắc tôi nghĩ là cái thành tựu trong game đó. Với thu nhập thì dán mấy bức ảnh ở đây, dạng như là cái catalog. Thằng này mất trí thiệt luôn à. Cái này khá là kỳ lạ đó. Trang giấy bị mất. Đây cái này là cái đoạn nãy kể về cái câu chuyện mà ngôi sao phương Nam, là công chúa ngôi sao phương Nam với con mèo á. Gái đang đợi mày trốn học đó ông nội ơi. Gái ra chạy ra trước cửa, nó liều lĩnh gì nó trốn học đi chơi tạo kỷ niệm đẹp với nhau. Nó đứng đây nó tán gái với một em mới gặp, tán phép với một em mới gặp, xong rồi nó đọc sách về một em trong giấc mơ nữa. Giấc mơ kỳ lạ đêm qua. Hồi nãy như đêm qua vậy. Thằng này nó vẫn nghĩ là có thể dùng cái quyển sách đó để mà sử dụng lại cái sức mạnh như trong giấc mơ đó. Đùa thôi. Đó, đây là đời thật. Đây là trong game nha, nhưng mà đời thật đó. Ủa? Khoan, quay lại cái.
Gia Gia đâu rồi? Em nó núp cho lưng mình phải không? Sao mày dám bỏ buổi chiều? Rồi bị bắt rồi. Ủa không, cái thằng đeo kiếng đầu game giống hệt tôi luôn. Đi vệ sinh thôi sếp. Đi vệ sinh và tao nhìn thấy một cái đồ ăn vặt. Giờ tìm một tí đồ ăn vặt. Lớp học buổi chiều phải không? Về trường. Ông này là vừa giống ông hiệu trưởng, vừa ông bảo vệ, lại vừa giống mà nhân viên nữa. Mày vẫn còn trẻ, tương lai còn rất là nhiều điều. Rồi học đi. Mình không thể rời khỏi trường bằng cách đi qua cổng chính đâu. Ông ai quân đó, có cây cú đó, nên tìm cái đường khác. Là cái đường nãy tôi mới bỏ qua đó. Đây nè. Thôi tạm thời sếp, mình làm tí nè. Game này rất là hay nha. Có thời gian thì sẽ chơi tiếp. Câu này nghe hơi quen, lỡ đi qua đây cái này. Cái này vẫn là đen sơn thôi, không cho mình đi qua. Rồi ok, bye bye anh em. Có thời gian chơi tiếp game này. Game của mấy anh hàng xóm Indo rất là ấn tượng luôn. Hồi nãy xếp cái bánh là cái bánh gì của anh ta? Cái bánh nãy là cái bánh gì của anh tôi rồi? Đây là cái bánh nào? Cái bánh này nó có tên là cái sao chổi luôn nha. Nè, tôi dịch nó ra nè. Lại nói về cái sao chổi nữa. Cái sao chổi mà trong cái giấc mơ thì chắc có ý nghĩa vậy. Ok, có thời gian thì coi cái bánh này thử có ý nghĩa gì không? Lại nhắc đến cốt truyện hơi bị nhiều về cái vụ sao chổi.